cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn nè. Hôm nay Linh Nguyễn chia sẻ cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem một cái mẹo vặt nho nhỏ là mình sẽ trồng hành lá từ củ hành tím ha cô chú anh chị. Ở đây mình có 300g củ hành tím nè. Đó, bây giờ là bắt đầu mình sẽ cắt cái phần củ hành tím và mình sử dụng một cái bình xịt ha để mà mình xịt cho nó ẩm đất ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tỉa nè. Nó mình cắt nhẹ thôi, cắt nhẹ cái gốc và sau đó là mình cắt nhẹ cái phần đầu ha, để cho cái hành của mình nó mau nảy mầm lên đó cô chú anh chị. Đó, mình chỉ tỉa gọn như vậy thôi ha, không có cần cắt nhiều quá thì cái phần rễ của mình nó sẽ bị thối ha. Rồi mình cắt xong, bây giờ bắt đầu mình sẽ vô mình làm đất ha. Ở đây mình có một cái chậu đất nè, sau đó là mình xới cái phần đất này xốp lên ha. Xới xốp lên, sau đó là mình xịt qua một cái lớp nước ẩm cho cái phần đất nó ẩm ha. Rồi sau đó là mình sẽ đặt những cái củ hành tím lên, rồi mình ươm ha. Thì trong vòng khoảng tầm một tuần lễ thì nó sẽ nảy mầm lên ha cô chú anh chị. Rồi như vậy là mình xới đất xong, sau đó mình đặt những cái củ hành nè. Đặt những củ hành đều đều ha. Sau một hồi thì mình đặt những củ hành cũng xong rồi nè. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tưới một lớp nước ẩm qua ha. Thì mình trồng cái phần củ hành này á, mình để ngoài trời ha cô chú anh chị. Hoặc là mình để cửa sổ, hoặc là ban công gì đó. Thì mình để cho nó có ánh nắng ha, nó mau nảy mầm. Còn cô chú anh chị mình á, muốn trồng bằng nước cũng được. Thì mình để trong nước ha. Thì sau một tuần lễ nè cô chú anh chị, thì cái phần hành của mình nó nảy mầm nè. Đó, 10 ngày sau thì cái phần hành của mình nó cao lên nè. Wow, nhìn rất là xanh luôn ha, rất là hấp dẫn. Thì tầm khoảng tầm 15 ngày đến 20 ngày là mình thu hoạch được cái phần hành lá này rồi ha cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị mình muốn để lâu hơn thì ăn lần lần á, thì mình để khoảng tầm 1 tháng cũng được luôn á ha. Đây cái hành của mình nè, rất là xanh, nhìn nó rất là hấp dẫn, không phân không thuốc gì hết cô chú anh chị. Rồi đây sau 20 ngày thì cái phần hành của mình nó cao rồi nè cô chú anh chị. Wow, nó rất là cao luôn. Rồi bây giờ chỉ cần là mình thu hoạch là được rồi. Thì mình xài nhiều thì mình cắt hết luôn nguyên một lọt này ha. Còn không thì mình xài lần lần thì khoảng tầm 15 ngày là mình cắt rồi mình ăn tới được ha cô chú anh chị. Thì mình cắt như vậy nè, thì mình để lại cái phần củ hành á, mình sẽ ăn tiếp tục mình ăn nữa ha. Rồi bây giờ mình thu hoạch nha. Mình cắt ngang nè. Sau một hồi thì mình cũng thu hoạch được một nắm nè cô chú anh chị. Wow, nhìn nó xanh nó rất là ngon ha, không phân không thuốc gì luôn nha cô chú anh chị. Rồi mình mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng thực hiện cái cách trồng củ hành tím cho gia đình mình sử dụng ha. Rồi thôi mình kết thúc clip tại đây.